ta giống như quá cực đoan giới thiệu vắng tắt. Trời sinh vạn vật dĩ dưỡng nhân, thế nhân càng oán trời bất nhân. Lý kiếp cảm thấy mình giống như quá cực đoan, không thể động một chút là tàn sát. Tăng là ngu manh còn có thể huấn, yêu vi quỷ tất thành tai họa. Hãy kiên nhẫn, lắng nghe, phổ cập, rao giảng và cho đi cơ hội. Liên bang người người tận như thuấn. Lòng mang chí khí lý kiếp lại tập trung nhìn thế giới này. Ma giật người, Người vui vẻ, thiểm vật thiểm khoa học kỹ thuật, xuyên quốc gia công ty, thời không châu chấu, dị ma, nhân loại phản đồ. Chợt có cùng đồ dạ ma đao. Nhiều năm sau, đối mặt toàn bộ thế giới cùng đầy trời bay muối nhiệt hạch vũ khí, thế giới chi vương lý kiếp giận dữ quát. Từ trường chuyển động. Đây là một cái mật vũ anh lão cứu vớt toàn thế giới mạnh nhất bá nhất hung nhất cùng cố sự. Chương 1 Thế giới quyền vương bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, từ quân vương lãnh tụ, cho tới người buôn bán nhỏ, cho dù là phủ thêm tiên tiến văn minh, nhân quyền dân chủ áo khoác, trong xương cốt cũng thủy chung tồn tại nguyên thủy bạo lực hạt giống, chỉ cần điều kiện thích hợp hạt giống này sẽ bị đánh thức. Ví dụ như Ngay lúc này đây Trận đấu năm Chiến đấu không giới hạn Sử dụng kỹ thuật và vũ khí nào cũng được, chỉ có làm cho đối thủ hoàn toàn ngã xuống người thắng mới có thể từ trong lòng bát giác đi ra ở đây tất cả điện thoại di động đều bị tịch thu tất cả thông tin đều bị che đậy trong hội trường lớn hôn ám lòng bát giác rỉ sét loan lỗ trên sân khấu trung tâm trở thành tiêu điểm hấp dẫn toàn bộ hội trường một cột sáng vừa vặn thẳng đứng đánh vào lòng bát giác đem quang cảnh bên trong chiếu rọi tất cả trong lòng sắt có hai người không thể bỏ qua khiến người ta chú ý nhất là thế giới quyền đàn vương giả cấp tồn tại, tại xếp hạng trung là hoàn toàn xứng đáng quyền hoàng, Chu Bang, 25 tuổi, thân cao 192cm, thể trọng 173kg cơ bắp quái vật. Trong trận đấu chính thức giành được 59 thắng không thua làm nên lịch sử quyền Anh, trong đó 56 trận đánh bại đối thủ, 3 trận vì đối thủ chủ động từ bỏ trận đấu. Không còn nghi ngờ gì nữa sự tồn tại của Chu Bang đã là cực hạn của nhân loại bình thường. Hắn đã sớm bất mãn với trận đấu khô khan nhàm chán, từng một lần lựa chọn gấu nâu làm đối thủ, hiện giờ dưới sự chi phối của bạo lực thị huyết đã đến trận đấu hắc quyền không hạn chế này. Chu Bang ở trong lòng sắc tận tình bày ra cơ bắp bùng nổ của mình. Hưởng thụ sự cùng nhiệt hò hét vây quanh của các quan to hiển quý trong hội trường, ở chỗ này mọi người xé bỏ lớp gia văn minh thường ngày, cua tiền mặt trong tay gào thét, Chu Bang đỏ mắt đỏ mặt yêu cầu mình đặt cược nhanh chóng xé nát con khỉ gầy bên kia, cho dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Thành công điều chỉnh không khí hiện trường, Chu Bang khoe cơ bắp khoa trương như đá cẩm thạch khiêu khích nhìn về phía đối thủ trong trận chiến này của mình. A à a, à, tiểu hầu tử, hiện tại nhận thua còn kịp, miễn cho đợi lát nữa rụng một vòng răng. Trên thực tế làm đối thủ của Chu Bang, người được gọi là tiểu hầu tử căn bản không nhỏ, thân cao 180 cm thể trọng 85 kg lý kiếp thân thể không giống chu ban biến thái như vậy, nhưng cũng là tồn tại quan trọng trong quyền anh, chẳng qua số liệu chênh lệch giữa hai người không khỏi làm cho người ta bất đắc dĩ. Hai người chênh lệch tổng cộng 88 kg. Tương đương với trận đấu không hạn chế này, nói không khoa trương chút nào, chu ban một quyền là có thể đem lý kiếp đưa vào phòng cấp cứu trọng chứng. Làm một cái còn có lý trí người cũng không nên nói tiếp nhận trận này xử hình giống như vô quy tắc cách đấu chém giết, chớ nói chi là bước vào cái này bác giác lòng. Đối mặt với lời khuyên tốt của Chu Ban Kim đã kích sĩ khí, Lý Kiếp không có dao động khiếp đảm như hắn dự đoán, ngược lại là nhếch miệng cười đối với hắn sau một động tác cắt cổ, sau khi cắt cổ xong tầm mắt Lý Kiếp cũng không biết bay tới nơi nào, căn bản không đem Chu Ban để vào mắt. Thối hầu tử. Đợi lát nữa ta hủy sạch xương cốt của ngươi ở chỗ này không có quy tắc hạn chế, ngươi chờ chết đi. Cơ bắp trên dưới toàn thân chu bang bị chọc giận phản phất như con chuột nhỏ chạy tán loạn nhu động, hai tay giơ lên cao tụ lực, cơ bắp sau lưng càng nhu động hiện ra một khuôn mặt ác ma. Người dẫn chương trình đang tô đậm bầu không khí dưới đài không khỏi thất thanh hò hét. Động tác mang tính biểu tượng của chu bang, mỗi một trận đấu làm nóng người giai đoạn cuối cùng, khuôn mặt ác ma đều sẽ xuất hiện sau lưng hắn, mau nhìn kìa, thật sự cùng ác ma giống nhau như đúc. Kiếp chẳng lẽ muốn bại sao? Dù sao Lý Kiếp cũng không có ghi chép trận đấu chính quy. Người dẫn chương trình thét chói tai cùng dáng người nóng bỏng vặn vẹo của thỏ nữ lang phụ cận lòng bát giác, còn có toàn trường mùi thuốc súng mười phần đặc cược, làm cho không khí toàn bộ hội trường đạt tới đỉnh cao. Một ít khuê phòng oán phụ cũng thét chói tai cởi quần lót của mình ném về phía lòng bát giác, lửa nóng nhìn chăm chú vào cơ bắp chu bang, đã ảo tưởng một quái vật cơ bắp cày cấy khủng bố như vậy. Trong một phòng VIP ở tầng 2, một vị lão nhân tinh thần phấn chấn, quần áo mộc mạc đang cùng một vị nữ cường nhân giống như tổng giám đốc thương mại thưởng thức trận đấu sắp khai mạc, so với bầu không khí cùng nhiệt bên ngoài nơi này càng có vẻ lạnh như băng, lão nhân nhàn nhã thưởng thức trà, nữ nhân trang điểm trước gương, mãi cho đến trước khi bắt đầu mới có biến hóa. Người đầu tiên phá vỡ không khí ngưng băng chính là nữ nhân lữ lão đầu xem ra kết cục đã rất rõ ràng mộ chủ quản cũng cảm thấy a kiếp sẽ thua lữ hà trong phẩm trà phủi bọt trên lá trà từ số liệu thân thể hai người mà xem quả thật là như thế này sắp bắt đầu rồi hẳn là trong nháy mắt sẽ phân ra kết quả mộ chủ quản duy trì tư thế ngồi đoan trang ung dung hơi nghiêng đầu đem tầm mắt cao ngạo hướng về phía lòng bát giác lữ hà không ngẩng đầu khuôn mặt gầy gò khó nén bệnh khí của lão hủ. trong lòng bát giác bá sau khi chuông nhỏ vang lên chu bang dùng tốc độ dáng người khôi ngô không phù hợp đột nhiên đánh về phía lý kiếp hai tay hắn thúc giục cơ bắp giờ phút này giống như hai sợi dây thép kéo theo tiếng xé gió nhắm ngay đầu con mồi rút đi cơ hồ là trong nháy mắt thân thể to lớn của chu bang đã hoàn toàn che đậy dáng người vừa mới đứng dậy của lý kiếp kế tiếp thuận lý thành chương Chu Bang có thể cảm nhận được chấn động xương cốt khỉ đáng ghét vỡ vụn này, tìm thư uyển cổ bị mình bẻ gãy đẫm máu phun ra. Mình chính là vì cái này. Mới tới cái địa phương cướp chó này đánh cái gọi là đỉnh cấp hắc quyền A. Quá chậm. Ngự phong mật vũ trảm cương. Tay của Lý Kiếp trong tầm mắt Chu Bang mơ hồ một chút, hắn chỉ cảm thấy lòng ngực bị cái gì xuyên qua, trái tim đột nhiên quặn đau một trận hai mắt biến thành màu đen, thân thể bay tới cư nhiên là lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, thân thể khôi ngô to lớn nặng nề nện vào lưới thép lòng bát giác. Bùng! Tiếng gầm cùng nhiệt của hội trường trong nháy mắt bị ấn nút tạm dừng. Lòng bát giác lắc lư kịch liệt một chút nhất lên từng trận bụi mù, quyền hoàng chu ban được bọn họ ký thác kỳ vọng giờ phút này khảm ở trong lưới sắt biến hình nghiêm trọng, ngay cả một cây cột thép chống đỡ lòng bát giác cũng bị đánh công vẹo vẹo cho dù là người không hiểu chiến đấu chém giết giờ phút này cũng có thể biểu thị lý giải đối với lực lượng trực quan tàn bạo này. Nếu nói Chu Bang là cực hạn của nhân loại bình thường, như vậy Lý Kiếp đã vượt qua cực hạn. Đứng trước mặt Chu Bang đang đến ngược sinh mệnh. Tầm mắt Lý Kiếp dừng lại trên người hắn một lát. So với ngón tay bóp cò, vẫn chậm hơn nhiều, kiếp sau luyện tập nhiều hơn đi. Phím play được nhấn. cùng nhiệt tiếng gầm lần nữa tại trong hội trường ồn ào cuồn cuồng, mọi người không chút keo kiệt đem ca ngợi hoang hô tặng cho Lý Kiếp, về phần Chu Ban sớm đã bị xem nhẹ, tại cái này tàn khốc trên lôi đài, người thua sẽ không có nhiều ném đi một ánh mắt. Trong phòng viết Mộ chủ quản khó có thể duy trì anh khí lúc này mới hơi sợ hãi phát hiện, từ đầu đến cuối tầm mắt của Lý Kiếp đều đang chuẩn xác ngưng mắt ở vị trí này của bọn họ, phản phất thủy tinh một chiều trước người nàng cũng không tồn tại. Chương 2 Siêu Việt Nhân Loại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, dễ dàng giết chết quyền hoàng thế giới, loại chuyện này đối với lý kiếp mà nói tựa hồ không đáng nhắc tới. Kết thúc cuộc chiến lòng bát giác Phủ thêm áo sơ mi lý kiếp từ sớm đã an bài tốt thông đạo rời đi, đối với phía sau cùng nhiệt cầu ái la lên cùng đặt cược thất bại uy hiếp chữ má nó cũng không để ý tới, giữ lại hoa văn phân phát hắn trí tuệ mở rộng, cả người hiển lộ ra một cổ người lạ chớ vào kiệt ngạo cùng khí, cổ kia làm cho người ta hai chân run rẩy khí phách, làm cho ven đường cho hắn an bài tốt đoàn đội đều theo bản năng trùng bước. Những địa phương khác quê tịch vô danh, tại thiên xuyên tứ thủy quận, lý kiếp tên chính là có thể ngăn tiểu nhi đề đêm. Ngoại trừ vũ lực không thể tưởng tượng nổi của lý kiếp. Quan trọng hơn là, lý kiếp còn là một thanh huyết tim đao trong tay quân phiệt tứ thủy quận Lữ Hạ, cũng có người ngầm đồn đãi lý kiếp được lữ hạ khí trọng như thế thậm chí là thiên vị nguyên nhân là hắn là con riêng của lữ hạ bằng không cho dù một mình lý kiếp có thể đánh dựa vào cái gì có thể ngồi lên vị trí kia bạn có thể chiến đấu một lần nữa có thể bắn qua máy bay đại pháo có thể bắn qua tàu sân bay tên lửa có thể bắn qua bom hạt nhân điều này quả thật làm cho rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải bất quá lương thiên trạch có thể khẳng định lý kiếp cũng không phải con riêng của lữ hạ bởi vì bọn họ lúc trước đều là cùng một nhóm hài tử từ bến tàu đầu trắng lớn bị ném xuống. Lương Thiên Trạch cũng ở trong thông đạo sáng ngời rộng rãi chờ Lý Kiếp, trước tiên nhìn thấy Lý Kiếp, lập tức mừng rỡ nghênh đón. Kiếp ca Lý Kiếp nhìn thấy Lương Thiên Trạch giống như mọc sách đeo kính bước nhanh nghênh đón, bước chân hơi thả chậm một chút, khí phách cũng trở nên không có cùng khí bốn phía giống như là muốn đánh chết ai. Cùng Lý Kiếp cái này chính trang tên côn độ so ra, Lương Thiên Trạch đúng là có chút mọt sách hương vị, đều kính mắt cười ha hả. Tuy rằng bắp chân có chút phát rung, nhưng vẫn là rất tri kỷ cho Lý Kiếp an tiền mã hậu. Kiếp ca uy vũ, một chiêu miểu sát thế giới quyền hoàng. Ngươi hiện tại so với quyền giới truyền kỳ Romulo Thái Thịnh đều mạnh gấp trăm lần, lấy được thiên hạ vô song, thế giới đệ nhất danh tiếng, dễ dàng có thể, nhất định có thể a. À. A à Trạch đừng vuốt mông ngựa nữa, lữ lão đầu gọi cậu tới đây làm gì? đối mặt cùng nhau lớn lên người quen hảo hữu lý kiếp trên mặt khó được là mang theo nụ cười ôn hòa hắn nói chuyện thập phần thẳng thắn gọi thẳng lữ hạ là lữ lão đâu lý kiếp này không kiên nể gì gọi thẳng để cho trong thông đạo người đi theo hắn sắc mặt khác nhau lữ tổng tối nay sẽ đến băng tâm thủy tạ lương thiên trạch cũng không dám cùng lý kiếp giống nhau miệng điên cuồng tấn công thành thật thật xưng hô lữ tổng quân phiệt cũng muốn cùng thời đều tiến biên giới thiên xuyên mặc dù có chút hỗn loạn nhưng không tính là cùng sơn ác thủy ngoại trừ khu công nghệ cao ở ngoài như là sổ số, số giải trí ngựa mẹ chạy đua phong tục sản nghiệp vui vẻ trượt băng đây chính là đầy đủ mọi thứ thô bạo kiểu cũ quản lý đã sớm bị đào thải hiện tại là có thể tốt hơn nhằm vào nhân tính nhược điểm ra tay hiện đại hóa nhân lực quản lý bất quá bạo lực vẫn là nền tảng duy trì thống trị lúc này mới có tồn tại như lý kiếp băng tâm thủy tạ là lữ hạ đưa cho lý kiếp lễ vật một trong cũng là lý kiếp ngày thường đại biệt thự không biết là bắt đầu từ khi nào bình thường có chuyện gì lữ hạ đều sẽ tự mình đến thủy tạ cùng lý kiếp nói chuyện đối với một vị quân việt chú trọng quyền lợi và uy nghiêm mà nói đây là chuyện rất không thể tưởng tượng nổi cũng khó trách sẽ có người nhận lầm lý kiếp là con riêng của lữ hạ càng thú vị chính là đối với loại lời đồn đãi riêng tư này lữ hạ chưa bao giờ đi ngăn cản làm sáng tỏ kiếp ca tại thời điểm lý kiếp ngửa đầu suy tư lương thiên trạch đột nhiên hạ giọng dồn dập hô một tiếng lý kiếp liếc hắn một cái sau đó là vung tay lên ý bảo người phía sau đừng theo tới lại đi được vài bước lương thiên trạch mới mở miệng nói tiếp kiếp ca lữ tổng có thể thân thể không khỏe chúng ta phải sớm tính toán a à? tính toán thế nào anh không định về nhà lý kiếp đối với chuyện thân thể lữ hạ không được thoạt nhìn đã sớm biết ngữ khí lương thiên trạch hơi giật dây làm cho vẻ mặt hắn có chút vi diệu. Bọn họ cũng không phải người thiên xuyên, đều là hài tử khi còn bé bị liên bang Thái Hằng lừa bán tới. Còn về nhà, kiếp ca, ta ngay cả nhà của ta ở đâu cũng không biết. Lương thiên trạch không khỏi cười khổ, bọn họ bị bán tới thiên xuyên thời điểm đều là 4 năm tuổi tiểu thí hài, nào nhớ rõ nhiều chuyện như vậy. Nhắc tới việc này không khí lập tức trở nên có chút bất đắc dĩ sâu muồn rất nhanh lương thiên trạch liền chuyển đề tài kiếp ca bằng vào địa vị của ngươi còn có đầu óc của ta lữ tổng thân thể nếu là thật sự không được huynh đệ chúng ta rất nhẹ nhàng liền có thể vượt qua đám kia túi cơm làm ra chúng ta tập đoàn của mình a à, trạch đừng nói nữa lý kiếp tầm mắt thâm thúy nhìn xuống lương thiên trạch con ngươi màu đỏ rượu lợi hại như là có thể xuyên thấu xe tăng thiết giáp đem một mặt chân thật của hắn lột ra điều này làm cho lương thiên trạch vốn lại nhảy nằm miệng lại đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đừng làm ta tức giận bỏ lại những lời này lý kiếp bỏ qua lương thiên trạch một người hướng lối ra đi đến lương thiên trạch ở lại tại chỗ thần sắc âm tình bất định có chút nghĩ mà sợ thở ra một hơi xoay người đi về một phương hướng khác đã sớm có người ở cuối bên kia chờ lương thiên trạch đến tìm thư uyển vê đúc vê đúc đúc giao su sinh com khi ra khỏi lối đi lý kiếp chú ý tới xa xa trong xe có người đang nhìn mình là một phụ nữ. Nữ hoàng dáng người rất nóng bỏng, tính cách rất hăng hái. Nữ nhân này là lữ lão đầu bên người nữ nhân kia, Lý Kiếp nhớ kỹ hương vị của nàng, lập tức liền nhận ra. Lữ hạ thân thể sắp không được rồi, có thể nói là tất vạn tất thời gian, lúc này đặc biệt thấy nữ nhân này, cộng thêm lúc này trên xe hơi thái hàng biển số xe, thân phận của hắn đã muốn gọi ra sinh động. Nhưng quan trọng hơn là... Lý Kiếp luôn cảm thấy trên người Thái Hằng nữ nhân này có một loại hương vị khác với người thường. Cũng giống như chính mình. Ở một số phương diện là vượt qua nhân loại khí tức, chẳng qua loại khí tức này rất mỏng cũng rất nhỏ yếu, hẳn không phải chính mình đã biết tồn tại. Cách nhau 50 mét. Lý Kiếp không kiên nể gì ánh mắt bắn thẳng đến, để mộ chủ quản nhìn không được nhíu mày, nàng lúc này cũng không có hạ cửa sổ xe xuống. Đèn nê ông lấp lánh chiếu rọi bên ngoài hội trường vô cùng mê ly, cảnh đêm náo nhiệt càng rỡ bị tô đậm đến mức vật ngoài muốn giàn dụa. Điện thoại di động trên tay mộ chủ quản vào một thời khắc nào đó phát ra âm nhắc nhở đinh một tiếng. Sau khi âm thanh này vang lên, cô mới ra hiệu cho tài xế rời khỏi nơi này. Chủ quản, người vừa rồi. Giọng nói của tài xế trẻ tuổi lái xe phía trước có chút run rẩy, hiển nhiên anh ta đã bị ảnh hưởng vô hình chỉ là một người bình thường khí lực lớn một chút, không phải đối tượng chúng ta tìm. Mộ chủ quản lắc đầu, giọng nói chắc chắn. Khí lực có lớn hơn nữa cũng vô dụng, nếu không có phần tài hoa đó, gặp phải quái thai, kết quả cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Giống như Chu Ban hôm nay, lập tức sẽ bị miễu sát, lá bài tẩy lữ hạ còn chưa đủ để đã đồng thủ lĩnh trong nước, lão hồ ly này tính sai rồi. Chương 3 Tà so thương nhanh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, băng tâm thủy tạ là biệt thự lớn vô cùng xa hoa, vừa có vẻ đẹp non nước hàm súc của Thái Hằng, cũng có đường nét đẹp mắt của Âu Khắc Lý, ở bên trong hoàn toàn có thể lái xe máy đua xe, người không biết chuyện đi nhầm vào nơi này, thậm chí sẽ hoang mang có phải mình đi nhầm vào một viện bảo tàng tư nhân hay không. Tại băng tâm thủy tạ một tầng trong bể bơi, một đạo thân ảnh giống như là phá sóng mà ra sát nhân kình bình thường từ trong nước nhảy ra. Tóc màu đen vung ra mảng lớn bọt nước, ánh mắt màu đỏ rượu ở trong bóng đêm có một cổ mị lực nhiếp nhân tâm phách, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến từ ngữ thiêu đốt này. Bơi lội là tiêu khiển của lý kiếp. Mỗi lần vận dụng lực lượng mật vũ đặc thù, hắn đều thích bơi lội, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác an bình trở về mẫu thể. Giải trí không chỉ là bơi lội. Nữ nhân, âm âm, đua xe, chiến đấu các loại hết thảy thiên xuyên có hợp pháp hoặc là không hợp pháp chỉ cần hắn gật đầu đều là dễ như trở bàn tay hơn nữa không có lo lắng về sau điều này xuất hiện trong mắt người ngoài là lữ hạ đại quân việc này cực kỳ thiên vị con riêng dù sao ngay cả băng tâm thủy tạ ban đầu thời điểm tất cả mọi người cho rằng là muốn đưa cho lữ hạ con trai lớn làm người thừa kế lễ vật kết quả lại bị lữ hạ tuyên bố đưa tặng cho lý kiếp lúc ấy ở đây người không có một cái nào là dám ngẩng đầu nhìn lữ gia phụ tử rằng có vẻ mặt, cũng không có máy quay phim dám nhắm ngay bọn họ. Vậy đó có phải là sở thích không? Câu trả lời là Không. Đáp án chính xác là Lôi kéo lấy lòng. Tại 15 tuổi năm ấy, vốn chỉ là tứ thủy quần thiếu niên bát giác lung một thành viên lý kiếp, lặng lẽ không một tiếng động sờ tới lữ hạ phòng ngủ, hơn nữa bày ra ngự phong mật võ siêu phạm lực lượng sau, Lữ Hạ liền đầu óc phi thường thanh tĩnh bắt đầu đối với Lý Kiếp đầu tư, mà Lý Kiếp cũng nằm trợ giúp Lữ Hạ xử lý một ít đối thủ một mất một còn. Mật võ là thế giới này một loại cường thân kiện thể vật lộn hệ thống, người tu tập cũng được xưng là mật võ giả. Cho dù là mật võ giả cường đại nhất, chỉ là đem thân thể nhân loại phát huy đến cực hạn tổng hợp, cũng chính là trình độ như Chu Bang, một mình đối mặt với một vị tay súng cũng có thể sẽ mất mạng, lại càng không cần phải nói đến quân đội thiên xuyên trang bị còn không có trở ngại. Một vị mật võ giả không đủ để cho Lữ Hà thận trọng như thế, chân chính để cho vị quân phiệt lý trí này nghĩ hết phương pháp lôi kéo lấy lòng, là một cổ lực lượng khác trên người Lý Kiếp, tên là lực lượng chuyển động từ trường. Từ trường của Lý Kiếp chuyển động, một trong những năng lực trước mắt chính là có thể làm cho mật võ mình học được tăng phúc, để đạt tới siêu năng lực không thể tưởng tượng nổi trong phim siêu anh. Ngoại trừ Lữ Hà, không, phải nói coi như là lữ hạ cũng không rõ ràng lắm hiện nay lý kiếp lực lượng đã cường đại đến dạng gì trình độ từ trường chuyển động thần hóa mật vũ nguồn gốc của lực lượng này đến từ thiên ngoại là một cái cường đại tồn tại ý chí tại trước khi hoàn toàn dập tắt hao hết hết thảy trợ giúp lý kiếp mở ra từ trường thiên tọa trói buộc tại lý kiếp thời niên thiếu nhờ có cái này ý chí truyền đạo thụ nghiệp hắn mới là không có tại hỏng bét trong hoàn cảnh đi hướng ma đạo tà lộ tuy rằng cùng khí cực đoan một ít, nhưng trước mắt ít nhất vẫn là thuộc về bình thường nhân loại phạm trù. Ý chí này để lại cho lý kiếp một vài thứ. Cũng chính là những thứ này, để cho lý kiếp quyết định gần nhất chuẩn bị rời đi thiên xuyên nước Cộng Hòa đi Thái Hằng Liên bang. Hưởng thụ sông thủy triều nhân tạo của bể bơi, tiện tay kéo khăn tắm lau người lý kiếp thuận tay một vòng dẫm lên xe đi bộ, trượt về phía phòng khách phía sau lầu một. Mỗi lần lữ lão đầu tới tìm hắn, đều sẽ lựa chọn hậu sảnh chính, nguyên nhân là nơi đó đá cẩm thạch sàn nhà ngồi cả người mát mẻ, nói chuyện gì cũng không cần lo lắng đầu óc sẽ phạm mơ hồ, làm ra không lý trí quyết định. Khi Lý Kiếp từ ngoài cửa sổ sát đất sải bước tiến vào. Lữ Hạ đã ngồi trên mặt đất, ở bên cạnh hắn là một sĩ quan mặc quân trang, trên mặt mang theo vết sẹo. Là khuôn mặt xa lạ. Lý Kiếp liếc quan quân kia một cái, lập tức là tùy tiện ngồi ở đối diện Lữ Hạ nơi này của ngươi phong thủy tốt, nuôi người A, à, Lữ Hạ cực kỳ coi trọng uy nghiêm không có chút không vui, một bộ dáng mặt hiền lành của lão gia gia nhà bên. Nuôi người về sau lão đầu ngươi ở nhiều là được, qua vài ngày nữa trả lại cho ngươi. Lý kiếp không sao cả gãy tóc của mình, ước sủng vẫn là không quá thoải mái. Anh không ở nữa à? Ở tiếp, con trai xài lang của ngươi sợ không phải muốn ăn sống ta. Lý kiếp nhếch miệng mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết trí hùng hắn không có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Lữ Hạ nói xong chính mình cũng nhìn không được nở nụ cười. Chật, lão đầu, lời này của ngươi cũng không tin, dưa xanh cưỡng ép không ngọt, ta cũng không muốn nhìn thấy đoạn tử tuyệt tôn của ngươi, tuy rằng ngươi làm ác không ít, đối với ta cũng không tệ lắm. Lý kiếp lời này nếu là đặt ở công khai trường hợp, đủ để cho rất nhiều người mồ hôi đầm đìa. Tên sĩ quan mặt sẹo đặt tay lên bao súng bên hồng lên tiếng. Tiểu tử, đối với Lữ Tổng Lữ Thiếu Gia phải tôn trọng, đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng một hội quyền thi đấu là có thể không coi ai ra gì, trên đời này thủ đoạn muốn mạng người rất nhiều. Lời chen vào bất thình lình này làm cho Lý Kiếp không khỏi sửng sốt một chút. Hắn đầu tiên là nghiêm túc nhìn tên quan quân mặt sẹo này một cái, lại nhìn về phía Lữ Hạ thờ ơ, lập tức là buồn cười hiểu được cái gì. Lữ lão đầu, con chó săn mới này kém hơn con trước nhiều, khứu giác không được, nhè răng trợn mắt cũng không đúng mắt ông mờ rồi. Ngươi! Quan quân mặt sẹo nhất thời giận tím mặt. Được rồi, đi xuống đi. Lữ Hà dùng sức gõ quải trượng đặt trên đùi, quan quân mặt sẹo mới là vẻ mặt giận dữ rời khỏi phòng khách chính, tầm mắt âm u ngoan độc của hắn vẫn lưu lại trên người lý kiếp, tìm thư uyển hiển nhiên việc này sẽ không cứ như vậy quên đi. Còn hoang thì sao? Không có chỗ dựa, phía sau không phải vẫn là một con chó chết tùy ý đắng đo sao? trên đầu chó săn là tên gọi gì tới, hai ở gì vẫn là hải cát nhỉ, hắn không phải của ngươi thân vệ đội trưởng sao, tuy rằng vừa đụng liền vỡ, nhưng tốt xấu đối với nguy hiểm cảm ứng rất nhạy cảm, con chó này thật không được, lão nhân ngươi muốn sống thoải mái chút ít, vẫn là sớm một chút đem hắn mất đi đi. Lý kiếp chẳng hề để ý nói. Hay tổ đã chết trong một tai nạn xe hơi khi say rượu vào tháng trước. Có chút đáng tiếc. Lý kiếp biểu tình bình thản, nhưng trong lòng là thật sự có chút đáng tiếc vị quan quân trước từng hợp tác với mình là một người thái hằng tóc đỏ mắt xanh cảm giác của hắn có thể bồi dưỡng đến tham gia hộ viện kết quả đứa nhỏ xui xẻo này xảy ra tai nạn xe cộ chết chỉ có thể nói mặc dù cảm giác nhạy bén kết quả bị cố ý nhằm vào say rượu lái xe xảy ra tai nạn xe cộ chết vẫn là rất buồn cười a à, kiếp khụ khụ lại giúp ta một lần một lần cuối cùng lữ hạ nói nhanh hơn nắm chặt quải trượng trong tay, nhìn không được ho khan kịch liệt vài tiếng. Lữ lão đầu, hôm nay chính là một lần cuối cùng. Lý kiếp lắc đầu, tầm mắt rơi vào quải trượng chỉ hướng mình, tâm tình trên mặt dần dần trở nên vô cơ chất. Ta rất hy vọng chúng ta hảo tụ hảo tán, trong nhà ngươi phá sự ta lười quản, đừng nháo cuối cùng bằng hữu thành cừu nhân. Lữ hạ mặt mũi hiền lành một khắc nào đó trở nên cực kỳ hung thần ác sát. Thời gian của hắn không còn nhiều nếu như Lý Kiếp không muốn giúp hắn. Nhưng mà rất nhanh cổ lữ hà chợt lạnh, ánh mắt vốn có vẻ điên cuồng hung lệ của cả người trong nháy mắt trong suốt, hắn cảm nhận được một luồng ấm áp lướt qua cổ. Trong vòng 10 bước, ta nhanh hơn súng. Lý Kiếp đứng lên, hai tay mở ra, nhìn xuống lữ hà ngạo nghễ nói. Chương 4 Không nhịn được bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon. Pus, ở cái này vũ khí nóng đại hành kỳ đạo thời đại, một vị mật võ giả dám nói ra, trong vòng 10 bước, ta so thương nhanh như vậy cùng vọng đến cực điểm lời nói, khiêu khích kết cục rất có thể là bị đánh thành cái sàn. Đừng nói về vũ khí nóng nữa. Đối với cách đấu gia mà nói, ngay cả cầm vũ khí cùng tay không giữa đều tồn tại một bức tường cao. Nếu như đổi một người ở trước mặt mình, lữ hạ cái này kiểu mới quân phiệt thủ lĩnh đại khái sát xuất liền kích phát dấu ở quải trượng bên trong viên đạn nhưng đối với thần bí khó lường lý kiếp, hắn nếu là thật có dũng khí không bị uy hiếp cũng không phải hiện tại, mà là ở bốn năm trước ở phòng ngủ bừng tỉnh cái kia ban đêm. Cho dù là thời gian không còn nhiều, rất nhiều chuyện đã nhìn thoáng. Ở trước mặt lý kiếp, Lữ Hà phát hiện hắn kỳ thật vẫn là người bình thường sợ hãi không biết cùng dị thường kia, một chút tài hoa đặc thù cũng không có, loại cảm giác điện ảnh hoang đường này sau khi đi vào hiện thực, đối với một người bình thường mà nói là có thể từ trong xương cốt cảm nhận được phần tuyệt vọng cắn nuốt lòng người kia. Ngươi không cần nhanh hơn thương, chỉ cần nhanh hơn lão già sắp chết này là được. Sắc mặt lữ hạ một trận ứng hồng mất tự nhiên, hắn phi thường mất mát buông quải trượng xuống. Lữ lão đầu ngươi vẫn là rất sáng suốt, ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại sắp chết, dùng thuốc treo mạng có thể sẽ đầu choáng váng, nhìn không được muốn thử một chút, kết quả thử một chút liền qua đời, hồng súng dời đi, Lý Kiếp thả lỏng một chút. Bài tình cảm và bài cưỡng bức đều không có tác dụng gì với cậu. Xin nhờ, lão đầu tử, nơi này là thiên xuyên tứ thủy. Lý Kiếp không khỏi chăm chọc lắc đầu. Vì sống sót, lợi ích tối thượng biên cảnh quân Việt địa, ta cũng không phải tối hôm qua sinh ra, các ngươi đối phó khu vườn heo tử cùng khí quan sống thể thủ đoạn, ta nhưng là tận mắt nhìn hai năm. Dừng một chút, Lý Kiếp nói tiếp, các anh nên cảm thấy may mắn vì không ép tôi đi làm những chuyện đó có lúc tôi nhìn thấy vẫn không nhịn được tăng cường cường độ cho bộ phận trị an anh đoán xem một số nhân viên mất tích của tứ thủy đã đi đâu ngươi một chút cũng không giống như là hài tử lớn lên ở thiên xuyên tứ thủy lại càng không giống người thiên xuyên cùng thái hằng trải đời cùng người ao rất giống lữ hạ lại nhìn không được bắt đầu ho khan kịch liệt ho khan kịch liệt mang theo mùi vị tê tâm liệt phế Phản phất sau một khắc mảnh nhỏ phế phủ sẽ từ trong miệng hắn ho ra thân thể thấp thỏm kịch liệt run rẩy phập phồng ngay khi lý kiếp cho rằng lữ hạ có thể phải thở dốc lão nhân này rốt cục là chậm lại a à, kiếp tình cảm cùng uy bức ngươi cũng không ăn vậy lợi ích cũng có thể đi nhìn như vậy ngươi cho lợi ích là cái gì lý kiếp không sao cả nhún vai tiền quyền nữ nhân hắn đã sớm không quan tâm ngươi không phải vẫn luôn điều tra dị thường phi nhân giống như ngươi sao nếu như ngươi muốn nói là thiểm vật cùng thiểm khoa học kỹ thuật vậy thì không cần lý kiếp trực tiếp cắt đứt lữ hạ thiểm vật cùng thiểm khoa học kỹ thuật là thế giới này cần lưu ý dị thường nói trắng ra chính là một ít vật phẩm đặc thù cùng vật phẩm đặc thù khoa học kỹ thuật tạo vật cùng dây chuyền sản xuất nhưng đây cũng không phải là đối tượng lý kiếp chú ý tìm kiếm có được từ trường chuyển động thần hóa mật võ lực hắn đi chính là võ đạo cực hạn con đường, thiểm vật cùng thiểm khoa học kỹ thuật loại này ý lại ngoại vật, cần trả giá thật lớn, tự khống đều không làm được đồ vật, đối với lý kiếp mà nói sẽ chú ý sẽ sử dụng, nhưng sẽ không ý lại đến tự thân võ đạo đều bị ô nhiễm trình độ. Ngón tay lý kiếp bỗng nhiên điểm lên cổ lữ hạ. Một cơn cúng điện tê dại chảy qua. Chờ lữ hạ kịp phản ứng, cảm giác đau ngứa bị rạch trên cổ đã biến mất. Cho ngươi đem động mạch phụ cận thương chữa trị, miễn cho ngươi đợi lát nữa đi ra ngoài đi tới mạch máu gánh không được áp lực biểu diễn cái thân thể bơm nước phun ra. Lý kiếp mới vừa là động sát tâm, bị cầm súng chỉ vào hắn sẽ không tiếc trả giá thanh trừ hết thảy uy hiếp. Cảm ơn. Lữ Hạ lúc này nhìn không được thở dài một tiếng, từ đầu tới cuối hắn cũng không thể dao động lý kiếp. Những gì thường không phải con người này có lẽ đều là như thế. Cường đại tùy hứng, không chút che giấu cũng không cần che giấu tâm tình của mình, cường đại đến mức có thể khống chế chi phối hết thảy bên người, thoạt nhìn bình thường nhưng hành động cùng tâm tính đều là dị thường người thường không có khả năng dự đoán, sự tồn tại của bọn họ, đối với toàn thế giới mà nói đều là một loại tai nạn tiềm tàng. Có lẽ là đại hạn sắp tới, rời đi băng tâm thủy tạ lữ hạ lại là bắt đầu tự hỏi lên một ít hắn chưa bao giờ nghĩ tới có chiều sâu vấn đề. Nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái nở nụ cười sau này những dị thường siêu phạm này sẽ quấy nhiễu thế giới văn minh long trời lở đất thì thế nào? Hủy diệt ác ma cũng được, chân thần nhân gian cũng được. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến người sắp chết như hắn. Vẻ mặt lữ hạ sau khi ra khỏi thủy tạ đều là yên tĩnh, đột nhiên tiêu tan một nụ cười, vừa vặn bị quan quân mặt sẹo phụ trách lái xe từ trong kính chiếu hậu bắt được, quan quân mặt sẹo nhanh chóng dời ánh mắt đi, hồn nhiên không có chú ý tới ánh mắt lữ hại nhìn kính chiếu hậu có chút khoái ý cùng bi ai. Hắn đem lý kiếp giấu đến cuối cùng, cái này kim phượng hoàng long vũ 89 phần 10 sẽ đem lữ thị tập đoàn cho đốt lên. Đêm đó, lữ trí hùng từ trên giường bò dậy nghe xong báo cáo sắp xếp quân cờ. Vì quân phiệt này con trai tại nghe được lão quân phiệt lại đi băng tâm thủy tạ lúc, đại chúng khuôn mặt tại đèn đầu giường chiếu rọi hạ trở nên cách ngoại âm nham hiểm hung ác lên, tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su sinh chấm com băng tâm thủy tạ cùng lý kiếp chính là lữ trí hùng nghịch lân từ khi bị trước mặt mọi người đánh mặt sau liền thành hắn một cái tâm bệnh tâm bệnh không tự biến mất theo thời gian hắn ngược lại là càng ngày càng muốn giết chết tiểu tạp chủng kia lão già sắp không được rồi đang mưu đồ đường lui cho tên tiểu tạp chủng kia có một nhóm người cất giấu chính là cho hắn đi lữ trí hùng châm một điếu thuốc hắn suy tư một lát trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn loại thần sắc quyết định này cùng lữ hạ có thể nói là giống nhau như đúc đấu lâu như vậy hắn cũng không quan tâm chút danh tiếng này để cho lão đầu tử ở trên giường bệnh đi an tường đi hắn sẽ tiếp thu tốt hết thảy thái hằng cùng thiên xuyên đều sẽ chuẩn bị tốt uy a hổ a quỷ thông báo các huynh đệ đem tiền cùng thuốc đều phát xuống ngày mai tùy thời nghe mệnh lệnh của ta sắp xếp đến lão đầu tử bên kia người cũng phải toàn bộ đúng chỗ, đến lúc đó một cái cũng đừng buông tha, đừng cho ta thời khắc mấu chốt rất dây xích, thăng quan phát tài ngay tại ngày mai, làm không được tự giác đi giam cầm, chờ kết thúc lại nói. Lão nhị lão tam bên kia cũng cho người trông coi, đừng ngày mai cho đám ma cà rồng kia có không gian thao tác. Còn có. Để cho người bên cạnh tiểu tạp chủng kia cũng trông chừng, nhất định phải nhìn chầm chầm hắn cho ta. Hắn không phải rất giỏi đánh sao? Đến lúc đó ta điều cho hắn một đội hỏa tiễn, xem hắn còn có thể bắn hay không. Theo Thái Hằng liên bang cùng Bắc Tắc Vương quốc xung đột kết thúc, làm Thái Hằng hậu Hoa Viên Thiên Xuyên phải một lần nữa đối mặt khống chế áp lực, mà quân phiệt trên biên cảnh, Lữ Trí Hùng cùng Lữ Hạ sau lưng người ủng hộ chuyển hướng, trên thực tế đã sớm xuất hiện thực lực nghịch chuyển, tối nay Lữ Trí Hùng bị kích thích quyết định đứng về phía. Hắn chính là không muốn nhịn nữa. Chương 5 Ngự phong bí mật võ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, đại bộ phận rèn luyện mật vũ đều không thể tách rời ba phương diện. Thuật đoán thể thích hợp với trường phái mật vũ, động tác chiến đấu khi thực chiến, cùng với huấn luyện kỹ xảo bộc phát. Mật võ giả cùng cực cả đời rèn luyện, đều là tại gia tăng tố chất thân thể, khai cuộc bản thân thân thể tiềm lực, về phần trong truyền thuyết đánh vỡ phạm nhân cực hạn, nếu như thật sự có tốt như vậy làm được, hiện nay 2291 năm thống trị thế giới sẽ không phải thành thục tin tức hóa nhiệt võ, mà là mật võ mới đúng. Nhưng mà... Mật vũ chỉ là như thế sao? Không đúng. Mật vũ là chi mạch võ đạo vô cùng có tiềm lực. Ý chí cường đại mà Lý Kiếp Tôn xưng là sư phụ từng nói với hắn như vậy, mà từ trường của hắn chuyển động, thần hóa mật vũ, trên bản chất là đem mật vũ học được trở lại trạng thái thích hợp với hoàn cảnh, cũng chính là mật vũ giả thời đại thần thoại truyền thuyết ghi lại đủ loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như ngữ phong mật vũ. Môn này không trọn vẹn mật võ, nghe nói hơn 100 năm trước tại Thái Hằng vẫn là có uy tín có mặt mũi môn phái võ công, kết quả bởi vì một loạt biến cố, hiện nay lưu lạc tới thiên xuyên, trở thành dạy người đánh hát quyền mặt hàng. Người thường tu luyện ngữ phong mật vũ biểu hiện ra ngoài chính là thân thể cường tráng, tay chân nhẹ nhàng. Ngự phong mật vũ tam thức. Trảm cương, phong bích, tức suy. Trảm cương vi thứ quyền, phong bích vi song trưởng ngăn cản tư thế, tức suy vi tiểu hắc ốc trèn luyện cảm giác. Ba thức này là trải qua hiện đại hóa sửa chữa ba thức mà tức suy ngoại trừ đám thiếu niên lý kiếp kia không có ai thật sự luyện thành công. Cảm giác thứ này thật sự là quá mơ hồ, có thể ngươi luyện cả đời không bằng thiên phú bẩm sinh của người khác. Đây là ngự phong mật vũ tam thức của người bình thường. Lý kiếp ba thức thì là hoàn toàn bất đồng. Mật võ ngự phong, tên như ý nghĩa, mật võ khống chế gió. Dưới sự chuyển động của tư trường, trong dòng điện xèo xèo rung động, lý kiếp thật sự khống chế được gió, lấy lực ngự phong thúc dục ba thức. Trảm cương, không hề hạn chế ở quyền thứ, tay chân đều có thể cận thân thi triển, vẫn như lưỡi kiếm sắt thép trong lúc lóe lên xé gió liệt khí lưỡi dao cuốn động siêu tốc có thể chặt đứt tấm sắt to bằng ngón tay cũng có thể giống như lao thương xuyên qua biên ngắm ngày đó chu bang chính là chết dưới trảm cương bị ngự phong mật vũ quán xuyên qua trái tim yếu ớt phong bích cũng không còn là tư thế hai tay ngăn cản mà là lấy trảm cương làm cơ sở vẽ địa làm lao hình thành một đạo cuồng phong bích chướng đủ để thổi lao tên không được tới gần bị cuồng phong trực tiếp cuốn ra súng ống tạm thời vẫn là quên đi viên đạn siêu âm xuyên qua đúng là các bon cơ sinh mệnh nhìn mà thở dài tồn tại lý kiếp cũng không có cầm phong bích cứng rắn chống lại viên đạn chỉ là dùng để xử lý một ít bay loạn mảnh vỡ hoặc là dứt khoát cầm phong bích giống như là máy xây thịt đồng dạng dảo sát cắn chết con mồi khí thổi cảm ứng từ trường chuyển động càng thêm huyền diệu lấy bản thân làm trung tâm tiến hành khống chế lưu động khí tức hoàng phong của mỗi người xung quanh tiến tới nắm giữ nhất cử nhất động của đối phương không chỉ có thể thông qua vận động cơ bắp độc trước động tác tiếp theo của đối phương, càng có thể căn cứ khí tức hoàng phong mang theo nhận ra thiện ác niệm của đối phương. Ngự phong mật vũ đến trình độ này. Lý kiếp quả thật cùng nhân tiên trong truyền thuyết không kém bao nhiêu. Có những mật võ giả khác không có thực lực cường hãn, có thể không nhìn súng ống trong tay người bình thường, hiển thị rõ ngạo ý của vũ phu trong gan tất người tận địch quốc một lần lại một lần tại cùng phong gào thét trống trải trong đại sảnh chính lục lọi lấy ngự phong mật võ còn lại hai thức tại nhân tạo lam quyển ở giữa vẫn như trong biển cá mập lớn mạnh mẽ xuyên qua bôn lưu nhắm mắt ngưng thần lý kiếp giờ phút này thân ở từ trường cùng phong trong cơ thể lại giống như có từng đạo cuồng cùng nhiệt lưu đang hô ứng ngoại giới cùng phong trích gào thử đánh vỡ một tầng không nhìn thấy màn dầu nhiệt lưu cổ tới cực hạn nhưng vẫn như cũ là khó có thể đột phá tầng bình phong nhìn không thấy sờ không tới kia cuối cùng chỉ có thể ôm hận rơi xuống, một lần nữa ngâm vào trong da thịt, rơi vào sâu trong xương cốt trung động. Chậm rãi dừng lại lý kiếp con mắt nhắm chặt, sắc mặt có chút tái nhật. Không được, vẫn còn kém một chút. Ngự phong mật vũ vốn không trọn vẹn, ta mặc dù tìm long tượng mật vũ cùng cương tâm mật vũ hai môn mật vũ để bổ sung, nhưng bên trong khối này vẫn là kém một bậc. Luyện gia, dung gân, rèn cốt, tăng thêm một tầng thật sự là không dễ dàng đầu năm nay có thể truyền xuống mật võ, chính phần chính là trải qua hiện đại hóa thực dụng sửa chữa, ngự phong mật võ xóa còn không tính nghiêm trọng, giống long tượng mật võ cực đạo kim cương còn có cương tâm mật võ titan cực kim thân, vậy thật sự xóa lý kiếp đau đến không muốn sống. biên giới thiên xuyên vốn là tương đối hỗn loạn, ở trước mặt súng ống không thực dụng gì đó, rất khó có thể hoàn chỉnh bảo tồn. so sánh với thái hằng thì tốt hơn một chút, dự trữ mật vũ hoàn chỉnh không đủ thôi diễn cũng thôi diễn không ra cái gì. Nếu dùng từ trường chuyển động mạnh mẽ đẩy mạnh, mở ra ánh mắt màu đỏ như máu lý kiếp giống như là thức tỉnh sát nhân kình, để vừa mới ngừng lại cuồng phong lại cuồng bạo cuốn động mấy trận, đem toàn bộ phòng khách thủy tinh lay động rung động phát ra chua sót trên rỉ, tự hồ cả tòa băng tâm thủy tạ đều đang lay động. Từ trường chuyển động, càng mạnh càng điên, càng điên càng mạnh. Lý kiếp ở bị mở ra từ trường thiên tỏa trước bị thận trọng cảnh cáo qua. Ngay tại thời điểm Lý Kiếp ngưng thần suy tư, điện thoại di động dồn dập chấn động cắt đứt hắn, lấy điện thoại di động ra tập trung nhìn, Lý Kiếp trong dự liệu nói. Quả nhiên, Lữ lão đầu, ngươi hay là lên đường, tiền quyền đã sớm đem hai cha con các ngươi biến thành lẫn nhau tàn sát cầm thú, tìm thư quyển www chấm com chết ở trên giường bệnh coi như là ngươi chết già, ta ở trên đường cho ngươi đốt chút tiền giấy đi. Lã hạ chết rồi. Vừa rồi Lữ Trí Hùng động thủ con trai của vị quân phiệt này đúng là có chút thủ đoạn, thô bạo nhưng động tác lại nhạy bén, bắt được chỗ yếu hại của tứ thủy. Lý kiếp dùng tiền tài mua chuộc người kịp thời cho hắn truyền đến tin tức. Nếu lữ lão đầu đã chết, vậy chính mình cũng không nên tiếp tục ở lại tứ thủy, đã sớm an bài hắn chuẩn bị trở về Thái Hằng. Lý kiếp phi thường lưu loát hai tay tách ra, đem trong tay bộ điện thoại di động này trực tiếp tiêu hủy, lấy ra thẻ điện thoại di động tiến hành lần thứ hai tiêu hủy sau đó tay không giống như là đào đậu hũ đồng dạng đào ra đá cẩm thạch sàn gạch, lấy ra một cái túi, trong túi chứa chính là mặt khác mấy bộ điện thoại di động cùng một ít tiền mặt hộ chiếu. Lữ lão đầu, ta đi không để lại dấu vết. Xem như cho ngươi đủ nhân tình chết này. Nhưng nếu con trai ngươi còn có thể tìm tới ta, đó chính là nghiệt duyên, nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liếc mắt nhìn chỗ lữ hạ ngồi tối hôm qua, đối với lão quân việc cầm đạn bọc đường đập mình này, lý kiếp giống như là một trận gió, đi nhanh kéo cùng phong rời khỏi băng tâm thủy tạ, đi không có chút lưu luyến nào. Tuy rằng làm không được tiếp nhận lễ vật cũng không có nghĩa là ta đáp ứng vô sĩ như vậy, nhưng người chết nợ tiêu vẫn không thành vấn đề. Lý cướp đi dứt khoát. Ước chừng nửa giờ sau. Quan quân mặt sẹo liền mang theo một đám binh lính cầm súng trường tự động xông vào băng tâm thủy tạ. Nhìn biệt thự đã sớm người đi nhà trống, sĩ quan mặt sẹo có chút ngoài ý muốn những người lữ lão đầu giữ lại đều bị khống chế hắn làm sao chạy ra ngoài hai người các ngươi ở lại chỗ này cẩn thận lục soát một lần thấy người đánh chân tận lực đừng giết chết lữ tổng muốn sống còn lại theo ta đi chỗ tiếp theo bắt hắn chương 6 thiếu tiền lương bạn đang nghe tại truyện chấm audio aspigon window aspigon push ở biên giới thiên xuyên có thể nhìn thấy một màn thần kỳ đó chính là mọi người đối với xung đột đã tập mãi thành thói quen chỉ cần súng pháo không trực tiếp rơi xuống trên đầu tiếp theo tấu nhạc tiếp theo múa là thái độ bình thường lữ thị tập đoàn nội bộ xung đột đối với toàn bộ tứ thủy quận ngoại trừ số ít địa phương giới nghiêm phong tỏa những địa phương khác vẫn là duy trì bình thường sinh hoạt tiết tấu đối với người dân địa phương ở chi ca bất quá là trên đầu thay cái hiện quản cái này hiện quản nếu là không tệ sau khi lên đài còn phát tiền phát vật tư cho mọi người để cho bọn họ làm thịt nhiều một chút ngu ngốc từ thái hằng đến du lịch vậy thì càng không thể tốt hơn. Trong mắt người biên giới thiên xuyên, người thái hằng ít nhiều cũng có chút ngây thơ. Có thể là không có áp lực cuộc sống ăn bữa tối. Đối với một số thông báo tuyển dụng vừa nhìn đã biết chính là đang phát mộng, ví dụ như tiền lương hơn 10 ngàn, mỗi ngày làm việc 6 giờ, cuối tuần xong tu, trên đường chuyển cơ cư nhiên không hề phòng bị liền bị lừa. Thật sự tới đây vào cương vị tiền lương không quá vạn lần khó mà nói, nhưng mỗi tháng chịu roi cùng điện giật khẳng định là hơn một ngàn. Bất quá cũng có một số người biết rõ sẽ phát sinh cái gì, nhưng ở Thái Hằng bên kia lăn lộn không nổi, vẫn là chạy tới thiên xuyên đến. Chuyện vô nghĩa nhất là một số người bị sách trắng tẩy não. Cố ý chạy đến biên giới thiên xuyên. Nói xong muốn tìm kiếm quân thiếu thuộc về mình, hồ cái gì cũng không trở về được, muốn diễn dịch một đoạn tình yêu lãng mạn của thời đại mới quân thiếu có tìm được hay không không biết bất quá trong một ít thiên xuyên sơn câu câu quả thật là nhiều ra một ít công cụ sinh sản thần chí không rõ loại hành vi thánh mẫu não tàn chủ động lấy thân nuôi ma này quả thực là làm cho người thiên xuyên cảm nhận được cái gì gọi là thế giới cao thấp không đồng đều cũng ở trong mười mấy năm gần đây dần dần cho người thái hằng ấn tượng rập khuôn người ngốc nhiều tiền sợ phiền phức thỏa đáng dê béo a à. làm như vậy ngay cả người Thái Hằng thông qua con đường chính quy đến thiên xuyên làm việc vặt cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như lúc này, tại một quầy bán vé bến tàu. Một tên mập tai to, trên cổ đeo dây xích vàng, miệng ngậm xì gà vẽ mặt cười lạnh nhìn nam sinh mặt đỏ tai mang trước mặt này. Thích làm gì thì cút, nơi này không thiếu nhất chính là người. Vậy cậu thanh toán tiền lương cho tớ. Nam sinh vừa thấy chính là sinh viên đại học, thừa dịp ngày nghỉ chạy sang bên này làm công nhân nghỉ hè. Lúc bị làm khó dễ đều nói không lưu loát, mặt đỏ bừng. Cậu và người môi giới răng vàng ký hợp đồng lao động, cậu đi tìm anh ta đòi tiền lương, tôi chỉ phụ trách phát công việc, tôi tốt bụng quản những sinh viên đại học như cậu ăn ở, còn chưa tìm các cậu đòi tiền ăn ở, thế nào? Những người xung quanh vừa nhìn đã biết là tay chân cũng súng lại, ngăn cách các sinh viên đại học đang cố gắng gây rối với những người bản địa đang xem náo nhiệt. Người dân địa phương đối với việc này đã thấy nhưng không thể trách những sinh viên thái hằng này hàng năm đều có người mắc mưu bị môi giới cùng hắc công đầu đùa dẫn xoay quanh không biết làm như thế nào mới có thể lấy được tiền lương vận khí tốt một chút bị đe dọa hai câu sẽ đuổi đi dù sao cũng là sinh viên thái hằng đến từ con đường chính quy những đốc công đen này còn không có gan nói làm heo nhập cư trái phép liều mạng giết mổ vận khí thiếu chút nữa nha liền cùng hiện tại giống nhau không ra chút máu là đừng nghĩ thuận lợi như vậy quay về thái hằng dù sao môi giới chơi biến mất mập mạp muốn như thế nào đắn đo những sinh viên này đều được ngươi các ngươi là một đám liên thủ lại hãm hại chúng ta đầu lĩnh sinh viên nghiến răng nghiến lợi nhưng nhìn thấy tay chân hung hãn để trần dựa vào ngăn cách những người khác không khỏi có chút trán đổ mồ hôi trong đó hai nữ sinh đại học lại càng sợ hoa dung thất sắc run lẩy bẩy tiểu đệ cơm có thể ăn bậy không thể nói lung tung ta cùng răng vàng chỉ là ký giao nhận hợp đồng nào cùng đám cặn bã kia thông đồng làm bậy cẩn thận ta kiện ngươi phỉ bán ảnh hưởng công ty chúng ta hình tượng bồi thường tổn thất bạn tử trừng mắt không chỉ đem chính mình phủi sạch còn trả đũa người địa phương xem náo nhiệt thuận thế ồn ào đòi bồi thường hai ba câu nói khí thế của các sinh viên nguyên bản tổ chức lên chuẩn bị đòi tiền lương cơ hồ sụp đổ tan trả các ngươi đây là phạm pháp một sinh viên khác yếu ớt nói một câu anh nói pháp luật tôi cũng muốn cười. Mập mập cười ra tiếng. Người thiên xuyên nhận hiện quản quân việc không nhận pháp luật cũng cười vang lên. Người trẻ tuổi chưa từng bị xã hội đánh đập tàn nhẫn, cũng ngây thơ đáng yêu giống như người chưa từng gọi điện thoại cho chú nón, rõ ràng mình mới là bên đúng, kết quả phát hiện không hiểu sao mình lại thành bên sai, rất sỉ nhục bị đè đầu xin lỗi, xong còn bị người ta nói một câu. Thế nào? Người không phục chuyện gì buồn cười như vậy? cũng nói ra để cho ta cười cười a. À? bỗng nhiên một thanh âm cắt ngang tiếng cười vang. hai tay đấm đầu máy bay chỉ cảm thấy sau đầu phát lạnh, theo bản năng quay đầu lại lại giống như là đụng phải một bức tường làm cho người ta nhìn không được lui về phía sau. một người đàn ông mặc áo sơ mi hawaii, tóc đen mắt đỏ cười hít mắt ông lấy bả vai của bọn họ, cờ bắp lưu tuyến tính thoải mái đem bọn họ cố định ở trong cánh tay giống như là kìm thủy lực tạo áp lực làm cho bả vai hai người đầu bắt đầu hít khí lạnh. Ấy, là kiếp ca a Sinh viên dẫn đầu sáng mắt lên. Lúc này gặp được một người quen, đối với đám sinh viên lo sợ bất an này mà nói không khác gì tiêm một liều thuốc trợ tim. Tìm thư uyển www sinh com A Vĩ, còn làm việc nha, nghỉ ngơi một chút đi. Lý Kiếp cười ha hả cùng Trương Vĩ đáp lời lúc trước lý kiếp từng mua vé ở chỗ trương vĩ ấn tượng đối với sinh viên đại học ánh mắt trong suốt ngu xuẩn này coi như không tệ chơi mấy lần kiệt ca không cần cứng nhắc xem như quen thuộc vừa vặn hôm nay gặp được huynh đệ đường nào vậy ngươi không hợp quy củ đi mập mập cảm thấy sự tình có chút vượt qua khống chế vội vàng thăm dò lý kiếp một chút ngươi nợ người ta tiền lương lý kiếp liếc hắn một cái nợ tiền lương là cậu nợ người ta tiền lương lúc này bọn họ mới ý thức được lý kiếp ngữ khí không phải câu nghi vấn mà là trần thuật câu người anh em cậu có chút không nói đạo lý có năng lực hướng người môi giới hướng tôi làm gì đám sinh viên này bọn họ còn nợ tiền tôi lý kiếp lười nói nhảm trực tiếp từ trong túi áo sơ mi móc ra một cái giấy chứng nhận bóp một tiếng trực tiếp quăng tới mập mạp trên mặt mập mập hai má co rút đau đớn vừa lấy được giấy chứng nhận còn chưa kịp nhìn kỹ liền nhất thời hai tay run rẩy đưa về túi lý kiếp hắn đầy đầu vì nhiều cố gắng nặng ra nụ cười nịnh nọt đó là thể sĩ quan của chi ca ở biên giới thiên xuyên có thể đắc tội lãnh đạo khu vườn có thể đắc tội lão đại bang phái cũng có thể đắc tội xí nghiệp xuyên quốc gia nhưng tuyệt đối không thể đắc tội quan quân bởi vì duy trì sự thống trị ở đây là quân đội không có quân việc che chở đó chính là thịt heo trên thớt, ai cũng có thể tới cắt ngươi một đao. Loại nhân vật hạ lưu như mập mạp này, đừng nói quan quân, cho dù là đại đầu binh hắn cũng phải khách khí. Lý kiếp phế vật lợi dụng quan quân chứng, trong nháy mắt để chỗ này bến tàu người bắt đầu mồ hôi đầm đìa, nếu không là sợ bị vị này trưởng quan chú ý tới, phụ cận xem náo nhiệt người đều sẽ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 7 Cảm giác như thế nào? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, đối mặt cãi cọ chơi xấu, chính là chắc chắn ngươi hao tổn không nổi còn muốn bị trả đổ súc sinh, muốn hắn thành thật phát tiền lương, hoặc là còng tay lạnh như băng ném trên mặt hắn, hoặc là chính là lý kiếp như vậy trực tiếp dùng cường quyền tiến hành uy hiếp. Dưới sự quan tâm hữu nghị của kiếp ca một cái tác đem xì gà trúc bay xuống sông, mập mạp phi thường thức thời quỳ xuống nhận sợ. Trưởng quan, trưởng quan, tôi sai rồi tôi nợ tiền lương của những sinh viên này lập tức trả ngay mập mạp rất có mắt thấy lực mang dấu bàn tay trên mặt lập tức gọi mã tử tới phát tiền phát nhiều một chút nha lý kiếp hôm nay tâm tình không tệ đúng đúng phát nhiều một chút phát nhiều một chút mập mạp nghe vậy nhất thời cảm thấy đau lòng nhưng so với vẻ mặt đau đớn cây độc thì không tính là gì coi như là dùng tiền bảo vệ bình an một chút bất mãn cũng không dám lộ ra trên mặt ít nhất vị trưởng quan này đã rất ôn hòa không rút súng ngay tại chỗ hoặc gọi một đội binh lính đến đập phá các học sinh quá lớn hô to quá kích thích vốn cho rằng tiền lương không lấy được còn muốn bị xảo trá một phen thật không ngờ trương vĩ nhận thức quan quân của kiếp ca làm chỗ dựa cho bọn họ tiền lương không chỉ tới tay còn cầm nhiều hơn một chút mỗi bạn học đều dùng ánh mắt kính để sùng bái nhìn về phía trương vĩ cùng lý kiếp lúc mã tử đưa tiền lương làm sao cũng không che giấu được nụ cười khóe miệng sống lưng cố gắng thẳng tắp ngẩng đầu. Hơn mười người khất nợ tiền lương rất nhanh liền phát xong. Kiếp ca, cảm ơn ngươi. Trương Vĩ không kịp đến tiền dùng sức cúi đầu với Lý Kiếp. Hôm nay tâm trạng tôi không tệ, ngày làm việc thiện thôi. A à Vĩ, sau này làm công lưu tâm, coi như là ở Thái Hằng cũng vậy. Lý Kiếp ở nhảy âm trên áp xem qua một cái Thái Hằng video. Một ông chủ trước khi chết miệng hô sai rồi sai rồi kết quả người làm công bị đòi lương trước mặt con trai đưa dao còn liên lụy mẹ già đoán chừng lúc bị đâm thật sự cảm thấy mình sai rồi đáng tiếc đã muộn cho nên nói thái hằng liên bang cũng không phải nhân gian thiên đường tại không làm người phương diện này toàn thế giới lão bản đều giống nhau lý kiếp cũng là nhắc nhở một câu những sinh viên này đừng tưởng rằng hội thái hằng liền có thể cảm thấy người khác là tốt rồi được rồi cầm tiền đi mau đi các ngươi nếu là lại kéo nửa ngày khả năng liền đi không được phía đông đang ở chiến tranh đâu, nói không chừng súng pháo chờ lát nữa sẽ tới. Trương Vĩ còn muốn nói cái gì, bị Lý Kiếp không kiên nhẫn cắt đứt. Thấy thế đám sinh viên này cũng chỉ có thể là vội vàng đối với Lý Kiếp cúi đầu, sau đó vội vàng nhất hành Lý lên khai nhuận. Bọn họ tuy rằng ngây thơ một chút, nhưng không phải thật sự ngu xuẩn. Biên giới thiên xuyên lúc có xung đột, khâu bác dết đỏ mắt kia đôi khi cũng không quản ngươi là thái hằng hay là người áo xa, đột nhiên ngươi trực tiếp chạy trốn, đại sứ quán cũng không có chút biện pháp nào không náo nhiệt xem bến tàu người nơi này nhìn lý kiếp tính tình không tệ nhanh chóng làm chim thú tán trưởng quan tôi có thể đi chưa bàn tử lau mồ hôi trên trán khuôn mặt tươi cười lúc này muốn bao nhiêu thành khẩn có bấy nhiêu thành khẩn muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương đi lý kiếp như là nghe được cái gì kỳ quái đến cực điểm lời nói anh đi rồi ai cho tôi vé À đúng đúng, trưởng quan muốn vé gì, tất cả vé đến bến tàu Thiên Xuyên, đi đường Thủy Thái Hằng tôi đều có, bao nhận bao đưa, đến Thái Hằng còn có khách sạn năm sao miễn phí vào ở. Ta muốn một trương đi gặp đại đầu rắn vé, vé này chỉ có người bán. Lý Kiếp nhắc tới đại đầu rắn thời điểm, rượu màu đỏ con mắt không khỏi hiện lên hồi ức. Cái kia trưởng quan, đại xà đầu đã sớm chậu vàng rửa tay, không có ai biết đại xà đầu trốn đi đâu, hắn khả năng đều không ở thiên xuyên chạy thái hằng hoặc là ao sa hưởng thụ đi. Mập mập tráng mồ hôi trở nên càng lớn, hắn coi như là lại trì độn cũng ý thức được, hôm nay lý kiếp chuyên môn là tới tìm mình đấy. Ta biết, bất quá có ngươi tắm vé này ở, cái kia đại xà đầu nhất định sẽ tới gặp ta. Lý kiếp cười hiếp mắt chà tay, rất nhanh bến tàu đình liền truyền ra vết heo giống như trên rỉ tru lên. Tên mập này là con hoang của đại xà đầu, cũng là hài tử duy nhất của hắn có thể là do thiếu đạo đức làm quá nhiều chuyện ác. Con cái của đầu rắn lớn không phải đã sớm chết non, thì chính là chết dưới sự bắn chết trả thù của kẻ thù, sau khi con cái của lão ác ôn này chết hết chậu vàng rửa tay che giấu hành tung. Trên thực tế là trốn ở chỗ tối một mực chiếu cố đứa con riêng sinh ra ngoài ý muốn phong lưu của mình mấy năm trước, tuy rằng đầu rắn rất thông minh không cho mập mạp dùng qua quan hệ phương pháp của mình, nhưng vẫn không chịu nổi lý kiếp mấy năm nay mượn lực lượng tập thể lữ thì điều tra có tấm vé thịt mập mạp này, đầu rắn lớn nhất định sẽ tới gặp mình. Đó là cách nhanh nhất. Dựa theo lý kiếp tính toán, lữ thị tập đoàn bên kia có thể tìm được chạy tới tứ thủy biên giới, cách xa nhau 50 km chính mình, như thế nào cũng phải hai ngày thời gian mới có thể căn cứ đứt đoạn nối tiếp manh mối đuổi tới bên này bến tàu. Thời gian đủ để tự mình giải quyết một số chuyện cũ. Người có tiền ở thiên xuyên đều thích bái Phật, ở phương diện quyên tặng tiền công đức của chùa miếu có thể nói là vung tiền như rác. Lúc còn trẻ làm nhiều chuyện ác, già rồi sẽ dễ dàng nghi thần nghi quỷ sợ báo ứng, phải tìm cho mình chút ký thác tâm linh, đầu rắn lớn chính là điển hình trong đó. Khi biết được con riêng của mình bị bắt cóc, có người chỉ mặt gọi tên muốn gặp mình. Lão xà đầu đang ăn chay niệm Phật mở mắt ra, tìm thư quyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xu xuyên. Công đập vào mắt là pho tượng rũ mắt nhân từ của Bồ Tát, trong hương khói mặt bồ tát trở nên mông lung vặn vẹo báo ứng a sắc trời dần tối ráng chiều như máu giống như lão tăng bình thường đại xà đầu xuất hiện ở bến tàu lúc thanh tràng mã tử phần lớn đều là vẻ mặt kinh ngạc bọn họ đều đã thấy qua đại sa đầu đã từng vẻ mặt hung ác mặt không đổi sắc đem thi thể ném vào hải lý tàn bạo khủng bố bộ dáng nhưng hiện nay bình thường lão tăng bộ dáng thật sự là rất khó cùng đau sắc liếm máu đại xà đầu liên hệ lại trong bến tàu tiếng kêu thảm thiết kéo dài hơn nửa ngày đã trở nên hữu khí vô lực. Trong lúc này ngược lại có vài người đã tới, bất quá tập đoàn Lữ Thị bên kia là chú ý trọng điểm, những người này đều bị lý kiếp hù dọa, thoải mái đuổi đi, không nhúng tay vào ân oán cá nhân này. Mập mạp hấp hối bị cởi sạch treo lên, lý kiếp mang theo khảm đau ngồi ở một bên. Hắn liền cùng lò mổ bên trong thịt heo đồng dạng, toàn thân trên dưới giống như là bị giấy nhám liều mạng mài một lần, khắp nơi da tróc thịt bông một bên còn có bốn cái mặt rất ít đại chích lão, nâm nớp lo sợ bị lý kiếp mệnh lệnh ăn hót dâu, dùng kỹ kinh bốn tòa đấu kỹ để mập mạp tại địa ngục cùng thiên đường gian nhiều lần nhảy ngang. Trong nháy mắt đầu rắn tiến vào, khuôn mặt lão tăng vặn vẹo. Nhưng là rất nhanh hắn liền quản lý tốt biểu tình, chỉ cần người không chết, chính mình hương khói không đoạn cái gì đều dễ nói. Si. đao phay trên tay lý kiếp kéo theo phong nhận chật lóe lên đại não mập mập trợn trắng mắt trực tiếp bay ra ngoài vừa vặn rơi vào tay con rắn lớn theo bản năng vươn ra đã lâu không gặp a à, xa đầu ca thế còn món quà anh chuẩn bị cho em người tóc trắng tiễn người tóc đen ha ha ngươi hiện tại cảm giác như thế nào cảm giác như thế nào a à, lý kiếp tại cuồng tiếu chương 8 Hẳn có thế bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, 15 năm trước, đó là một thời kỳ hỗn loạn trên toàn thế giới. Đặc biệt là Liên bang Thái Hằng. Không chỉ có ở trên lục địa đối kháng Bắc Tắc, cũng ở phần hải cùng Ao Sa có chỗ ma sát, bởi vì đặc thù bối cảnh, dẫn đến thời đại kia Thái Hằng trật tự mất cân bằng, để rất nhiều ngưu quỷ xà thần nhân cơ hội sinh động, nói thí dụ như các loại buôn lậu cùng trong ngoài buôn lậu. Đám hài tử số 10 lý kiếp và lương thiên trạch kia, chính là lúc ấy bị lừa bán ra. Nếu là lừa bán, khẳng định lúc rời khỏi Thái Hằng, khẳng định đi không phải con đường quan minh chính đại, mà là đường ngầm nhập cư trái phép nguy hiểm cực lớn. Nói thật, cái kia số tuổi đến lúc đi cái nào đường thủy lý kiếp sớm đã quên, bất quá có một việc, đối với lúc ấy tuổi nhỏ bị khóa ở dưới bông tàu chờ chết hắn là nhớ rõ phi thường rõ ràng, đó chính là mỗi ngày lại đây giống như là vẫy nước cho heo ăn một dạng đầu trắng lớn hắn cái kia trương kiếm được tiền khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt đó được ngăn cách bởi hàng rào sắt. Đó là cơn ác mộng của đám trẻ. Khóc cũng không dám khóc. Đều đang giữ lại khí lực cướp cơm thừa cùng nước ngọt ngày mai ném xuống, bởi vì ăn không đủ no không đủ khí lực chống thấp bệnh sốt, ngất đi ngày hôm sau sẽ bị đầu rắn lớn từ trên thuyền ném xuống biển. Còn của Thái Hằng đáng giá, nhưng đầu rắn lớn còn chưa đáng giá đến mức chảy dầu nhân tiện mang hàng đến trình độ bảo bối hiếm lạ có thể chịu đựng được đến khi người mua thiên xuyên đến chết mấy người cũng không sao cả tăng giá là được rồi cho nên đối với đám thái hằng hài tử này đầu rắn lớn có vẻ dị thường tàn bạo đằng sau sự tàn bạo là chột dạ bất an khi đó bắt đầu hài tử của hắn ngay tại chết non chết bất đắc dĩ đại xà đầu lưỡi đau liếm máu cả đời mới không tin có quỷ thần báo ứng gì hài tử của mình chết hắn nhìn hài tử của ai cũng không vừa mắt, đặc biệt là hài tử của Thái Hằng Nhân, dựa vào cái gì các ngươi nổi tiếng uống cây còn có hài tử. Khuôn mặt ăn thịt người 15 năm trước, cùng khuôn mặt thống khổ kêu trên lúc này chồng lên nhau. Lý kiếp cùng tiếu chỉ cảm thấy, sảng khoái. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Quả thực là muốn đem lý kiếp làm tới kéo cờ cao trào, so với con mẹ nó lần đầu tiên đánh thắng bát giác lung, ngủ con mẹ nó là mười cái sóng lớn bikini mỹ nữ còn muốn sản khoái nhẫn nại cố nén không thể quá đắc ý vênh váo nhưng là chuyện sản khoái như vậy kêu lý kiếp làm sao có thể nhìn được hắn chờ giờ khắc này đợi mười lăm năm chính là vì nhìn khuôn mặt này lộ ra loại biểu tình này a à. cho nên cất tiếng cười điên cuồng cùng phong tự dưng nổi lên xen lẫn tiếng cười làm cho giờ phút này lý kiếp thoạt nhìn giống như ác quỷ ăn thịt người ta giết ngươi. Đại xa đầu con mắt đỏ lên, móc ra dấu ở quần áo phía dưới súng lục, đối với lý kiếp chính là bóp cò súng. Bùng. Đạn nổ vang làm cho toàn bộ bến tàu đều an tĩnh lại, nổ một thương đầu rắn liền dừng lại, lý kiếp không thấy, nổ súng trước vẫn còn, súng hỏa chật lóe liền không còn tại chỗ. Đầu đại xa đầu cho dù là ở trong phát cuồng bi thương, đối mặt hiện trạng vượt qua nhận thức cũng không khỏi trống rỗng. Mình đây là gặp phải quỷ. Xà đầu ca ngươi thật vô tình à ta muốn cùng ngươi ôn chuyện cũng không được thanh âm phiêu hốt của lý kiếp bỗng nhiên vang lên từ phía sau đầu rắn lớn đầu rắn lớn không kịp xoay người nổ súng chỉ cảm thấy một chiếc xe hơi nổ vang sượt qua súng lục tay phải nhất thời không thể khống chế bị đánh bay ra ngoài xương cánh tay vỡ vụn đau nhức làm cho hắn không nhịn được kêu thảm thiết hắn vừa vặn nhào vào thi thể không đầu của con trai mình nhưng như vậy là xong ta biết xà đầu ca ngươi coi trọng nhất sự tình là nối giỏi tông đường kế tiếp ta liền đánh gãy ngươi năm cái chi đem con trai ngươi kia sống cắt xuống nhét vào trong miệng ngươi nhìn xem xà đầu ca đầu lưỡi của ngươi linh hoạt hay không có thể hay không để cho con trai ngươi hồ nước thánh đi ra tranh thủ thời gian đi ướp lạnh làm ống nghiệm nha đám đại lão trốn tránh tai bay và gió đều bị lời nói khủng bố của lý kiếp dọa ngay người này 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 con mẹ nó quả thực là cực hình cực đoan a vị trưởng quan này không phải là người là ma quỷ a so với ma quỷ satan kia còn dữ hơn còn ác hơn còn điên hơn bẻ gãy tay chân giẫm nổ túi xuân loại chuyện này đối với không hạn chế vật lộn qua đến không hết số lần lý kiếp mà nói chính là so với đi sang trọng nhà hàng tây ăn cơm tây còn muốn đơn giản gấp trăm lần thể trạng bất quá tầm thường ngư dân đầu rắn lớn bị lý kiếp như là món đồ chơi đồng dạng từ trên mặt đất nhấc lên khớp xương bị kéo giãn dùng sức vặn một cái, âm thanh giòn tan tương tự như khi nước mía ép nổ tung liền nổ vang, đầu rắn lớn ngay ngốc một giây, tín hiệu đau nhức mới là phá tan trở ngại tự bảo vệ đâm thẳng vào não, có thể so với đau nhức gãy xương có thể làm cho một người trưởng thành ngất xỉu tại chỗ. Chỉ có thể nói không hổ là phụ tử. Tiết tấu kêu trên của hai người đều giống nhau. Lý kiếp cố ý khống chế dưới, cả người bắt đầu phản khúc bối cung đầu rắn lớn không có trực tiếp ngất đi, ngược lại là bị bóp đầu cưỡng chế duy trì thanh tĩnh hắn cái kia có quắp não tương đều sắp bị dòng điện thúc đẩy lực lượng cho đốt xuyên mà đại sa đầu càng là chết thảm thiết lý kiếp lại càng con mẹ nó hy đến không được báo thù là như vậy đâu có gì trống rỗng sau khi báo thù lão tử hiện tại chính là mạnh nhất a à? tứ chi đầu rắn lớn rất nhanh bị bẻ gãy toàn bộ ngay cả túi xuân cũng bị lôi đình phá xuân cướp hủy diệt Giờ phút này đã là thê thảm vô cùng, đại xà đầu một cái 60 tuổi gia hỏa bị như vậy trên cường độ tra tấn, không có tại chỗ trực tiếp một mạng nhà ma, đều là lý kiếp cố ý treo lấy mạng của hắn. Xà đầu ca, 15 năm trước, ngươi từ Thái Hằng thu nhóm tiểu hài tử kia, tìm thư quyển www sinh com là ai bán cho ngươi? Ngươi nếu đáp tốt, ta sẽ không đem nhi tử của ngươi cái kia piston trong miệng ngươi lý kiếp rốt cục là ở trong tra tấn gia nhập một chút thẩm vấn ô ô a à, a à, nước mũi nước mắt chảy ra đầu rắn cố gắng sống sót há mồm khóc khóc cũng coi như thời gian a à. lý kiếp tươi cười sáng lạng tâm tình siêu hy trên tay lắc lư động tác biên độ rõ ràng biến lớn đột nhiên từ phương hướng nội thành một loạt vật bắn ra sáng ngời như pháo hoa bay lên bất quá là trong chốc lát mang theo tiếng xé gió thê lương hướng về phía bến tàu xếp thành hàng áp bách đến từ tạo vật sắc thép mang tính hủy diệt làm cho người ta nhìn không được chân như nhũng ra. Coi như là Lý Kiếp, giờ phút này đều cảm nhận được một trận sẩn gai ốc hít thở không thông cảm. Nhất định là người bán đứng ta. Rượu màu đỏ trong ánh mắt không khỏi hiện lên nồng đậm thất vọng. Sau một khắc Lý Kiếp chính là quyết đoán bỏ qua đầu rắn lớn, chạy như điên trăm mét nhảy vào trong nước sông lớn. Lý Kiếp nhảy vào nước sông chỉ trong chốc lát giống như là từ trên trời kéo dài tới bầy hỏa tiễn ở trong đêm tối mang theo thấm người bạch quan ầm ầm nện vào bến cảng thậm chí ngay cả mang theo cả con sông lớn đều bị nó bao trùm khủng bố tử vong bão táp thổi quét khuếch tán mảnh vỡ dễ dàng đem yếu ớt protein kết cấu xé nát oanh bạo thiêu đốt càng làm cho nước sông đều tiến vào sôi trào trạng thái nơi này bị nhân loại nhiệt vũ khí cho hóa thành tử vong địa ngục bình dân bị oanh tạc lan đến kêu trên khóc trống căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, phục hồi tinh thần lại thì khắp nơi đều đang thiêu đốt, khắp nơi đều trách nát, thi thể tùy ý có thể thấy được. Không ai có thể sống sót sau những cuộc pháo kích như vậy. Sĩ quan mặt sẹo trong xe chỉ huy nhìn hình ảnh máy bay không người lái tới gần truyền về, chắc chắn nói. Hắn có thể. Lương Thiên Trạch nhìn chầm chầm màn hình, vẻ mặt vẫn ngưng trọng không dám lơi lỏng. Chương 9 Tàn sát bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Asbigon Window, Asbigon, Push, điều tốt nhất cô nói đều là sự thật, nếu không lữ tổng bên kia không có cách nào ăn nói. Quan quân mặt sẹo hai tay ông ngực, nửa tin nửa ngờ đối với lời nói của Lương Thiên Trạch. Nếu như không phải lữ trí hùng chính miệng để cho Lương Thiên chọn tới, hắn thậm chí cũng sẽ không để cho cái này tứ nhãn điền kê đi theo đoàn xe. Bất quá không thể phủ nhận, khi manh mối của bọn họ bị gián đoạn không có đầu mối, Lương Thiên Trạch chuẩn xác đoán được Lý Kiếp sẽ tới tiền đầu trắng lớn, sau khi dùng máy bay không người lái cự ly xa quan sát hình phạt tàn khốc của Lý Kiếp, mới lựa chọn nắm lấy cơ hội tiến hành oanh tạc ở bến tàu rộng rãi. Ngay cả khi nhảy xuống nước. Vòng thứ nhất bao trùm xuống, còn có tiếp theo thiêu đốt, đối với nhân loại mà nói đều đủ để trí mạng. Lữ Tổng bảo tôi tới đây, nhất định là tin lời tôi nói. Lương Thiên Trạch đẩy mắt kính một cái hắn vẫn như cũ cẩn thận nhìn chăm chú vào hình ảnh máy bay không người lái đặc thù của lý kiếp ở tứ thủy có thể nói là vương giả trong bóng tối là một thanh đao tốt nhất mà lữ hạ giấu thanh đao này đặc thù những người khác có thể không biết nhưng thân là một trong những hài tử thái hằng may mắn còn sống sót hắn có thể thông qua dấu vết để lại tiến hành phán đoán khi tất cả mọi người cho rằng lý kiếp là con riêng của lữ hạ được thiên vị chỉ có lương thiên trạch nhận ra chân tướng khó tin kia Lương Thiên Trạch tiểu nhân vật tầm thường này ở thời khắc máu chốt dùng tin tức này, ở chỗ Lữ Trí Hùng bán một cái giá tốt, bất quá tiền tài không phải dễ cầm như vậy, cho nên hắn xuất hiện ở chỗ này. Đừng nhìn, hắn phỏng chừng đã thành tro, coi như không thành tro, thêm gia vị hỏa tiễn, ở trong nước cũng thành bị hầm nát thịt. Mặt sẹo quan quân đợi một hồi sau thấy bến tàu không có động tĩnh nói. Còn tên lửa không? Không có, liền bắn một vòng, tướng nhãn điền kê, ngươi cho rằng đồ chơi này là rau cải trắng sao thái hằng đám gian thương kia bán đồ đắt muốn chết lại là thiến phái người đi vớt thịt thối một chút đi lương thiên trạch thở phào nhẹ nhõm hắn đã rất cẩn thận dựa theo hắn âm thầm sưu tập hỏi thăm được chiến báo cho dù lý kiếp là siêu nhân không chết hẳn là cũng trọng thương lúc này binh lính vũ trang hạng nặng đi qua đại quét chiến trường nói không chừng còn có thể bắt một người sống hôm nay chính là tất cả đều vui mừng mặt khác lương thiên trạch vừa mới nhìn thấy đầu rắn chết dưới họa tiễn oanh tạc thật đáng tiếc nếu không là vì cái kia cơ hội tốt hắn thật đúng là muốn nhìn lý kiếp đem đầu rắn tra tấn đến chết mới động thủ chỉ huy bên trong xe truyền đạt mệnh lệnh rất nhanh một đội gần nhất binh lính liền nhận được mệnh lệnh hướng bị sắt thép bão táp tẩy một lần bến tàu khu vực chạy tới ngoại trừ vớt cái gọi là thịt nát còn phải đối với hiện trường tiến hành lần thứ hai thanh lý coi như là quân phiệt dùng hỏa tiễn tẩy chính mình địa bàn biên giới bến tàu, tin tức này vẫn là quá mạnh bạo, dùng ao các thuật ngữ chính là phải tiến hành tin tức quản chế. Không khí trong xe chỉ huy có chút vẫn đục, sĩ quan mặt sẹo còn chăm thuốc, Lương Thiên Trạch nhìn không được mở cửa sổ xe ra hóng gió. Trong xe không ai quan tâm đến điều đó. Máy bay không người lái xuống thêm chút nữa. Sĩ quan mặt sẹo cảm thấy nhìn quá mơ hồ không đã nghiêng. Một trận gió thổi qua trán Lương Thiên Trạch điều này làm hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi máy bay không người lái cự ly xa mơ hồ trong hình ảnh lý kiếp tra tấn mập mập lúc loại kia hư hư thực thực điều khiển khí lưu dị thường thủ đoạn khí lưu lưu động truyền nhiệt nhớ lại kiến thức nhiệt động học mình tự học lương thiên trạch đột nhiên trong lòng lập bột nếu quả thật cùng chính mình đoán giống nhau lý kiếp không chỉ có không có chết khả năng đang đợi một cái cơ hội chờ một chút máy bay không người lái đừng tới quá gần lương thiên trạch vừa dứt lời máy bay không người lái tầng trời thấp vốn xoay quanh ánh lửa bến tàu kịch liệt lắc lư toàn bộ hình ảnh trên màn hình cấp tốc trời đất quay cuồng bất quá là hai giây liền hung hăng ngã xuống đất sau đó màn hình lạch cạch một tiếng hóa thành màn hình đen sau đó biểu hiện tín hiệu gián đoạn chói mắt chữ đỏ bên trong xe chỉ huy nhất thời xôn xao hắn có súng bảo huynh để phía trước nhanh một chút đi xem đi thu hồi máy bay không người lái về Cùng lúc đó, ở trong bóng tối ánh lửa lóe ra, khói thuốc súng trọc khí lan tỏa trên mặt sông, ánh mắt đỏ đến tỏa sáng lý kiếp cả người chậm rãi từ trong nước sông nóng bỗng toát ra, động tác hắn dâng lên lặng lẽ không một tiếng động, giống như là thủy quỷ chuẩn bị lên bờ đòi mạng, ánh mắt như hồng ngọc tinh chuẩn xuyên qua tầng tầng chướng ngại, rơi vào trên người binh lính lái xe xa xa. Mắt đã được gỡ bỏ. Kế tiếp chính là chặt tay chân, phá hư thần kinh, cuối cùng là phá hủy não bộ và trái tim anh ấy đã làm những việc như vậy. Hơn một lần. Dọn dẹp chướng ngại vật trong tứ thủy quận cho Lữ Hạ. Bây giờ anh ta sẽ làm điều đó một lần nữa, vì lợi ích của chính mình. Bên trong xe chỉ huy bởi vì máy bay không người lái đột nhiên rơi xuống có chút hỗn loạn, tổ chức quân đội thiên xuyên vốn là như vậy, huống chi là quân phiệt giả mang. Lương Thiên Trạch hy vọng sĩ quan mặt sẹo rút người về. Nhưng giờ phút này hắn sâu sắc cảm nhận được sự tuyệt vọng của người tỉnh táo duy nhất trong phim kinh dị, mệnh lệnh liên tiếp của sĩ quan mặt sẹo chỉ có thể dùng bi kịch để hình dung. Trước sau mâu thuẫn, trái phải chẳng phân biệt được, so với trận địa súng máy dời phải 10 mét còn thái quá hơn. Người lính đầu tiên đến bến tàu bối rối. Họ chỉ đơn giản là không biết họ sẽ làm gì, cho dù đó là kiểm soát thông tin, cảnh báo tại chỗ, hoặc mở cuộc truy lùng, hoặc thu hồi máy bay không người lái. Năm phút quý giá đã bị lãng phí. Lữ thị tập đoàn binh lính tố chất vốn là không được, tìm thư uyển www.giaosushin.com mệnh lệnh hỗn loạn để cho bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới, một đạo nhân ảnh phi thường đột ngột xuất hiện ở bọn họ hy toái đội ngũ trong khe hở. Ngự phong mật vũ tức suy. Trảm cương. Cho dù là binh lính thiên xuyên cầm vũ khí nóng trong tay, vào giờ khắc này gầy yếu giống như là hài tử vừa mới sinh ra, khu vực chữ T trên mặt người yếu ớt, động mạch cảnh, cổ họng, nhĩ đạo, sau thắt lưng nhau nhau bị trọng kích như bão táp mưa sa. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là một quả bom nở hoa nổ tung giữa hàng ngũ, mà không phải bị mật vũ giả tập kích. Đồng tử của một vị binh sĩ đang rung động kịch liệt, thân thể trong mắt hắn giống như búp bê vải, hiện ra hiệu quả khoa trương vặn vẹo lõm xuống khi bị đánh trong phim siêu anh, hung mơ mui trần thậm chí bị thân ảnh qua lại như gió kia lập tức dẫm lên khi đại não kia làm ra mệnh lệnh chạy trối chết, một đôi mắt đỏ tươi trong tầm mắt đã nhào tới trước mặt. Súng tiểu liên trong tay biến thành gậy nhóm lửa. Cho dù là liều mạng bóp cò súng, hồng súng cũng không thể đuổi kịp thân ảnh lý kiếp. Có thể bắn trúng người khác. Đúng như lời nói ngày đó. Trong vòng 10 bước, tôi nhanh hơn súng. Lý kiếp ở trong đám binh lính tàn sát bừa bãi dẫm đạp giống như là một con voi điên, kéo theo lực lượng đủ để lật tung xe bán tải áp chế bọn họ chỉ có thể dương súng bắn trước mắt. Nhưng mà rất nhanh liền còn lại cuối cùng một cái binh lính, vặn vẹo phơi thay tùy ý có thể thấy được, tứ chi vỡ nát giống như là bị đao cắt búa chém đồng dạng ném loạn, mà lý kiếp đã tới phía sau hắn, giống như là một đạo ma quỷ bóng dáng tại theo gió nhúc nhích. Từ tiếng súng vang lên đến một mảnh tĩnh mịch. Dùng một phút 36 giây. Trên tay nắm lử thì tập đoàn binh lính dùng vô tuyến điện, lý kiếp thành thạo điều chỉnh thử một chút, không có rút đi vết chốc dục vọng mắt đỏ, trực tiếp nhìn về phía nội thành. Từ đạn đào truyền đến phong lam, hắn đại khái biết nơi phóng ở đâu. Chương 10 Ngự phong bí mật võ, kiếm vòng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, mật vũ là con đường cực hạn được khám phá để vết chốc. Không có áp lực, không tự mình động thủ mật võ giả có lẽ vĩnh viễn sẽ không hiểu được một số chiêu thức mật võ mình tu tập nguyên lai like chúng nó khi điều động khí huyết toàn thân tiến hành nối tiếp nên thúc giục như thế nào dưới áp lực của tên lửa bị đã lâu kích hoạt sinh tử nguy cấp cảm giác lý kiếp phát hiện mình bất tri bất giác đi vào một cái sai lầm theo lữ thì tập đoàn mở rộng tại lữ hạ trên tay khuếch trương đến một cái cực hạn lý kiếp có thể bí mật ra tay cơ hội càng ngày càng ít hắn cuối cùng chỉ có thể tại băng tâm thủy tạ một lần lại một lần tại không có áp lực dưới tình huống, diễn luyện ngự phong mật võ chiêu thức, không có đối thủ không có chiến trường cô độc trống rỗng diễn luyện lấy. Hình đầy đủ, lại thiếu thần. Vì sinh tồn, không cần suy nghĩ điều động hết thảy thần. Giống như là một đầu mảnh thú chậm rãi bị hoàn cảnh an nhàn làm cho cùng hóa, nhất cử nhất động đều mất đi bản năng điện giật nên có của mật võ giả, lực lượng của Lý Kiếp đối với người bình thường mà nói thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là nhân vật cấp quyền hoàng cực hạn của Chu Bang cũng không uy hiếp được hắn, cùng hóa kỳ thật là đương nhiên. Nếu không có cơn bão sắc tối nay quét qua, Lý Kiếp có thể phải qua thật lâu thật lâu mới ý thức được mình đi vào sai lầm. Mà hiện tại, Lý Kiếp đang lấy cực kỳ khoa trương tốc độ hướng nội thành chạy như điên mà đi, hắn giờ phút này tốc độ so với bình thường xe máy đều phải nhanh nếu như nói đi qua ngự phong mật vũ là đẩy hắn, như vậy bị đánh thức trong lòng thần giờ phút này, hắn giống như là dẫm ở ván lướt sóng thượng bị gió đẩy đi. Đây là thức thứ tư. Ngự phong mật vũ kiếm hoàng. Đạp kiếm liên hoàng. Sau khi thông hiểu đạo lý hai thức phong bích và tức suy, đối với khoảng cách giữa cùng phong đã có một nhận thức hoàn toàn mới, có thể mượn gió bên cạnh người khác tiến hành đột tiến xuyên qua nhanh chóng, tốc độ đã đến trình độ mắt thường chật lóe mà qua, Mặc dù quanh thân không người cũng có thể theo tự nhiên phong lam viễn trình bôn tập. Bởi vì xa xa nhìn qua, khống chế cùng phong đột tiếng bôn tập mật võ giả, mỗi lần đạp phong đột tiếng giang đều có mơ hồ phong nhận cuốn quanh, cho nên còn được gọi là kiếm hoàng. Vì cảm tạ các ngươi để cho ta đi ra sai lầm, ta sẽ hậu tán các ngươi. So với xe máy càng nhanh càng linh hoạt, lý kiếp đi gần như là một đường thẳng tắp trực tiếp cắm vào nội thành đang tiến thêm một bước bày ra lực lượng kinh thế hải tục siêu phàm tuyệt luân kia. Mười phút Chỉ cần mười phút hắn có thể chạy tới trận địa phóng ra, đến lúc đó tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Công viên nội thành, xe chỉ huy Khi Lý Kiếp bắt đầu đại khai sát giới thời điểm, mất đi con mắt đoàn xe còn không có giải quyết xong chính mình hỗn loạn, từ trong bộ đàm liền truyền đến gặp đáng sợ tập kích tin dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng, tiếng gió qua đi, một cái ban tổ hơn 10 người nhanh chóng mất đi liên lạc. Sĩ quan mặt sẹo dùng tiếng trống giận liên tục phát lệnh để che giấu sự bất an mãnh liệt của mình. Làm sao có thể? Cứ nhiên thật sự có người ngay cả hỏa tiễn bao trùm oanh tạc cũng không sợ. Lão quỷ lữ hạ kia giấu một con quái vật. Đặc biệt gài bảy lữ tổng, khó trách lúc chết hắn lại cười như vậy. Chờ hắn thoáng tỉnh táo lại thời điểm, lương thiên trạch thanh âm mới giống như là từ ngoài trời truyền vào trong tai mặt sẹo quan quân trì hoảng chốc lát quay đầu nhìn về phía cái này chướng mắt bốn mắt điền kê ngươi vừa mới nói cái gì hẳn là không còn kịp rồi lương thiên trạch hôm nay không biết là bao nhiêu lần thở dài khâu bác này đem lý kiếp trở thành quái vật trong phim lý kiếp nhất định sẽ dùng vô tuyến điện lộ tuyến di động của chúng ta đã bại lộ kế tiếp nên buông tha những người khác trực tiếp rút lui cho dù trực tiếp rút lui xác suất đại khái cũng không còn kịp rồi Lương Thiên Trạch chú ý tới. Bất quá là 3 phút đồng hồ công phu, có một chi bộ binh ban tổ lại là mất đi tín hiệu liên lạc, hắn ở trong lòng tính toán một chút khoảng cách, cho ra một cái rất đáng sợ kết luận, lý kiếp tốc độ bọn hắn căn bản bỏ không ra, hơn nữa đối phương lực phá hoại giống như lại lên một tầng, bộ binh tiểu đội ngay cả nổ súng cơ hội phản ứng cũng không có. Huống chi, hiện tại quan chỉ huy lớn nhất vẫn là một con heo ngu xuẩn. Lương Thiên Trạch đối với một loạt thao tác nhược trí của sĩ quan mặt sẹo đã chết lặng, người thông minh này giờ phút này không khỏi có chút không thể làm gì, không sợ đối thủ như thần chỉ sợ đồng đội như heo, có lẽ ngay từ đầu hắn đã làm sai lựa chọn. Đường là như vậy, đi con đường này, không trách được ai. Cái gì con mẹ nó không còn kịp rồi, coi như là cái kia bán lỗ đích con giống tới, lão tử cũng có thể dùng bom cùng súng máy cho hắn đưa lên trời nha quan quân mặt sẹo lúc này giống như bị đâm vào vẫy ngược phẫn nộ rít gào. Chạy trốn như chó nhà có tan. Vậy không phải là chứng thực đêm đó lý kiếp nhục mà mình là chó sao? Cho nên nói ngươi là một con chó ngốc, nghe rằng sai đối tượng, hiện tại không kẹp đuôi chạy trốn, còn sủ điên cuồng, kế tiếp ta liền đem ngươi con chó ngốc này đánh chết lại đi cho ngươi cậu chủ nhân đánh cả nhà diệt môn. Lý kiếp đi giả ngoại giống như thanh âm đột nhiên từ trong vô tuyến điện truyền đến giờ phút này hắn ngồi ở một cổ biến hình xe bán tải trước đậy lại. Xung quanh không có ánh lửa, một mảnh tối đen. Ở nơi này phiến đen kịp trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy, từng cái lữ thì tập đoàn binh lính, phần lớn là bất ngờ không kịp đề phòng bị kiếm hoàng cắt đứt ít hầu cùng con mắt, khuôn mặt giữ tận thê thảm ngã trên mặt đất hoặc là trên ghế xe, tìm thư uyển v. v v v chấm giao su sinh chấm công bọn họ thậm chí ngay cả súng ống bảo hiểm đều không có tới kịp mở ra đã bị gào thét mà đến lý kiếp cho thu hoạch cuồng phong mạnh mẽ dồn dập theo gò núi cao xung phong xuống phía dưới mang theo lý kiếp tầm mắt tập trung đội thành công viên đang di chuyển đoàn xe tại rượu màu đỏ trong con ngươi chi đoàn xe này phản phất đã toàn bộ ngâm ở trong máu tươi dãy dùa nhanh hơn dự đoán lý kiếp đã bắt được vị trí của mặt sẹo thối ngốc bức, ngươi dám tới ta dám mang theo bom tự bạo nổ chết ngươi. có dũng khí ngươi liền tới a. À? mặt sẹo quan quân cường khống rung rẩy tay, trực tiếp một ngụm thuốc nhét vào trong miệng tiến vào trạng thái phấn khởi. tất cả mọi người ăn thuốc thắng lợi, liều chết quái vật này chúng ta mới có thể sống. lương thiên trạch tận dụng mọi thứ. kiếp ca, không thể nói chuyện một chút sao? a à trạch, từ nhỏ đến lớn đầu óc ngươi linh quan nhất. Ngươi nếu có thể đoán được ta sẽ tìm đầu rắn lớn vậy ngươi không ngại đoán kế tiếp bắt được ngươi ta sẽ làm cái gì Lương thiên Trạch cười Khang một tiếng không nói gì nữa lúc này người thông minh này phát hiện mình cũng giống như những người khác đang phát trung không ngừng phát run run lẫy bẫy cái kia giống như là trong phim ảnh cùng ác mộng mới có thể xuất hiện quái vật muốn tới giết bọn họ thật là hoang đường a à, trong xã hội khoa học kỹ thuật phát triển này lại có thể có loại chuyện này phát sinh. Lương Thiên Trạch sẽ chết thảm hơn những người khác. Lý Kiếp hận nhất người khác sau lưng cắm chính mình một đau, đặc biệt Lương Thiên Trạch hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể cùng nhau quay về Thái Hằng. Mặc dù Lương Thiên Trạch ở lại thiên xuyên mưu phú quý Lý Kiếp cũng sẽ không nói gì. Bởi vì lúc trước trong đám hài tử Thái Hằng kia, còn sống chỉ còn lại hai người bọn họ, có thể tưởng tượng được giờ phút này lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng lý kiếp là thịnh liệt cỡ nào